Sư thích Tăng môn đệ Phật. Kính lễ Hòa thượng Phương Trượng chùa Nghiêm Chứng Minh. Kính thưa quý đạo Phật tử. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần thứ ba của ý nghiệp. Đó là từ bỏ cái cái tà kiến ở bài trước thì đã bàn vấn đề ba nghiệp của ý thứ nhất là từ bỏ lòng tham thứ hai là từ bỏ sự sân hận hôm nay chúng ta học phần thứ ba tức là từ bỏ cái tà kiến lại nữa này long vương nếu xa lìa tà kiến liền được thành tựu mười pháp công đức những gì là mười một là được ý vui chân thiện và bạn bè chân thiện. Hai là thâm tín nhân quả, thà bỏ thân mạng này chứ trọn đời không làm ác. Ba là chỉ quy y Phật, không quy y với các thiên thần. Bốn là lòng ngay thấy chánh lìa hẳn hết thảy lưới nghĩ ngờ dù tốt hay xấu năm là thường được sanh trong cõi trời cõi người không còn sa đọa vào đường ác sáu là được vô lượng phước huệ dần dần thêm lớn bảy là lìa hẳn tà đạo tu hành theo thánh đạo tám là không khởi thân kiến bỏ mọi nghiệp ác chín là trụ vào kiến giải vô ngại mười là không xa vào những nạn xứ đó là mười pháp Nếu đem mười pháp này hồi hướng lên đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Thì sau khi thành Phật Mau chứng hết thải pháp của Phật Thành tựu thần thông tự tại Đoạn này Đức Phật gọi Long Vương là vị chúa tể của biển cả và Ngài dạy rằng Cái thiện nghiệp thứ 10 Đó là phải lìa hẳn tà kiến Tà kiến Còn gọi là Là ngu si Chữ tà Tức là cái gì nó lệch Nó công nó đi không đúng với cái 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 hướng thẳng thì gọi là tà. Tà kiến tức là cái thấy cái thấy lệch lạc. Tà kiến là cách gọi khác của chữ si. Chữ si đây tức là là phiền não tức là mình si mê đối với mọi chân lý mình không thấy đúng chân lý mình thấy một cách lệch lạc thấy sai lầm vì vô minh vì cái phiền não những cái tập khí đó, đó nó ngăn che nó làm cho mình không có khả năng thấy đúng sự thật Chân lý là sự thật. Khi nói đến chân lý, tức là nói đến cái sự thật của các pháp. Như trong Tâm kinh Bát Nhã có một cái câu nói là thị chư pháp không tướng. Tức là cái tướng không của các pháp tướng không này á không phải là không có cái gì hết không phải là chữ không ở đây không phải là trống rỗng như hư không mà cái tướng không này nó không có một cái tự ngã riêng biệt nếu à, nếu mà chúng ta thấy những cái sự hình tướng hiện bày ra đó nó chỉ là cái sự tổ hợp Tức là Cái này Gợp với cái kia Mà tạm thấy Tạm gọi Chứ thật ra nếu phân tích ra Không có cái nào là Có một cái từ ngã riêng biệt Thấy được chân lý Thì không còn Không còn Có những cái Si mê lầm lạc tháo bỏ những cái định kiến Những cái ngã chấp Những cái thương Cái ghét Cái khen Cái chê Bỏ hết những cảm xúc Của phiền não Ra ngoài Thấy Bằng con mắt quán chiếu Thì cái thấy đó gọi là là chánh kiến tức là thấy đúng còn ngược lại cái thấy đó mà có cộng thêm cái thương cho nên thấy sự vật khác cái thấy mà cộng thêm cái ghét thì nhìn thấy sự vật nó khác vì vậy cho nên đó, tùy theo cái góc độ của ta đứng ở chỗ nào mà nhìn chúng ta sẽ thấy sự vật nó khác nhưng cái khác nó là do cái 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 nhìn của mình chứ sự phật nó bao giờ nó vẫn đúng nghĩa như nó đang là nó không vì mình thương nó mà nó đẹp lên không vì mình ghét nó mà nó xấu đi nó vẫn là nó cho nên nhà Phật thường gọi là như thật tri kiến. Như thật tức là hãy hãy thấy sự vật đúng nghĩa của nó. Nó là gì thì mình thấy đúng nghĩa như vậy. Những cái sự thật không thay đổi là chân lý. Cho nên tà kiến tức là si mê lầm lạc, không thấy được cái chân lý dù nó là tuyệt đối hay là tương đối, chữ si hay là tà kiến hay là 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 ngu si ngây dại, nghĩa là chúng ta đặt cái niềm tin vào một cái gì đó mà nó nghịch lý, nó 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 không có uh, không có thể ví dụ như nói là quy mau thố giác thuật ngữ của 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 thiền tông quy là con rùa mà quy mau tức là lông của con rùa thố là con thỏ mà giác là cái sừng con rùa nó có lông không không có con thỏ có sừng không cũng không có à, nhưng mà mình lại đặt cái niềm tin mình cho nó là như vậy, nhưng sự thật nó không có thể tồn tại ở cái nghĩa đó. Nhưng vì mình thương, mình ghét cái cảm xúc của mình như thế nào đó cộng với cái tự ngã của mình, cho nên mình thấy sự vật mình gán cho nó là như vậy. Và rốt cuộc mình sẽ khó chịu khổ đau khi sự thật nó phủ phàng, khi con rùa nó xuất hiện không có một sợi lông nào hết. khi con cọ con thỏ nó, 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 nó xuất hiện, không có một cái sừng. nhưng mà mình vẫn tin là như vậy, vô lý, nghịch lý, tà kiến. nó còn có nghĩa là à, cái thấy sai lạc, mình diễn giải không đúng đắn, cái thấy sai về thực tại. ví dụ như ở cái buổi học đầu, Đức Phật có gọi Long Vương là người mà lì hẳn được cái cái nghiệp bất thiện. Phát huy được thiện pháp thì người đó không còn ở cái chấp trượt Chấp trượt ở đây tức là bám víu vào một cái quan niệm, bám víu vào một cái 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 cái, cái, cái tư tưởng, cái định kiến ví dụ như chấp thường hay chấp đoạn chấp thường nghĩa là họ cho người hay trời hay thú mọi mỗi loài lúc nào cũng tồn tại nguyên vị như vậy ví dụ như họ cho họ chết đi rồi thì họ trở lại họ cũng vẫn làm người trời chết rồi vẫn làm trời Thú dù đổi trôi ở đâu cũng vẫn là thú Chấp như vậy là chấp thường Rồi chấp đoạn tức là khi con người chết rồi thì mất Mất hẳn không có không có cái 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 vấn đề gọi là tái sinh không có cái vấn đề gì mà trở lại hết vì quan niệm như vậy á cho nên họ tha hồ làm ác Tha hồ nói ác, tha hồ nghĩ ác. Quan niệm như vậy là đi ngược lại với chân lý và hậu quả của nó là đưa đến khổ đau. Khổ đau cho mình và gây khổ đau cho mọi người. Tà kiến là như vậy. Hãy nói rộng hơn không chịu uh, tu tập mà muốn thành Phật không ăn mà muốn no đó là những cái 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 cái, cái, cái chấp trượt lìa hẳn những cái, cái 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 suy nghĩ đó lìa hẳn những cái cái tư duy đó cho nên uh, Lìa hẳn tức là từ bỏ Ở đây chúng ta có chia ra là 5 bước Bước thứ nhất là từ bỏ liên tục Từ bỏ liên tục tức là Nó khích khao Không để một cái niệm tà kiến nào nó xen vào Từ bỏ liên tục Mỗi phút mỗi giây Mỗi giờ mỗi khắc Mỗi niệm luôn luôn giữ cái cái chánh kiến không để cái tà kiến nó chen vào bước thứ hai là từ bỏ suốt đời tức là mình giữ trọn cuộc đời của mình không bao giờ dễ à, khởi vi phạm những cái 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 à, si mê tà kiến dù ai nói ngã nói nghiêng lòng này vẫn giữ như kiềm ba chân mình có chánh kiến về phật về pháp về tăng về những đường lối tu tập dù hoàn cảnh thế nào thế không thay đổi tức là suốt đời Bước thứ ba là Từ bỏ vĩnh viễn Tức là đời này Hoặc mình còn trở lại thế giới này Đổi trôi Dù mình ở trong cái thân người Thân trời Hay những cái hình tướng nào Của đời sau Mình vẫn giữ đúng với Cái lý tưởng Cái thấy đúng Chánh kiến Không còn cái ý niệm một cái nhận thức lệch lạc về chân lý từ bỏ hẳn tức là đời đời không còn khởi một cái niệm thấy thậm chí trong giấc ngủ cũng không có những cái 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 cái, cái mơ mộng sai lầm Lúc nhỏ tôi còn đi học. Ngủ trong giấc mơ thấy được tặng cho một cây bút máy. Mừng quá. Vào cuối thập niên 60 mà học sinh đi học còn viết bút mực, cái ngồi bút lá tre, ngồi bút muỗng các thế hệ nào mà ở cái thời đó được. chấm bằng mực có khi mực xanh có khi mực tím tùy sở thích cho nên được được tặng cây bút máy tức là nó có mực sẵn đâu nó chỉ viết thôi mơ ước của học sinh ngủ thấy cho cây bút máy để trong cái cặp táp giật mình dậy mừng quá chạy ra mở cặp táp ra không có gì hết buồn ôi là buồn nhiều khi những cái vấn đề gì mình mơ ước mình trông đợi lúc mình thức á lúc nào cũng nuôi dưỡng cái đó cho nên đến ngủ á cái ý thức á nó hiện khởi lại những cái ý niệm tư tưởng đó thì ở đây cũng vậy thậm chí trong giấc ngủ cũng không còn có một cái ý niệm nhận thức câu chuyện lời nói nó rơi vào tà kiến đấy gọi là từ bỏ vĩnh viễn thứ tư là từ bỏ đầy đủ tức là chúng ta từ bỏ hết những cái sai lầm và phát huy hết những cái việc tốt đẹp ở vấn đề này quý phật tử phải để ý từ bỏ hẳn tức là chỉ mới có dừng lại nhưng cái tập khí cái chủng tử quá khứ nhiều đời nhiều kiếp cái nghiệp nó vẫn còn cho nên mình phải phát huy cái cái điều tốt để đối trị để đối trị hàng ngày mình không huân tập không suy nghĩ không làm không nói không nạp thêm nhưng ở trong cái a à, lại giao thức cái tâm thức của chúng ta những cái tư tưởng những cái hạt giống đó nó vẫn còn. Cho nên phát huy cái tính thiện để làm chi? Để đào thải những cái vốn liếng mà sai trái, những cái hạt giống xấu đó nó ra khỏi thân tâm ta để thân và tâm của chúng ta thuần tịnh như ngọc lưu ly trong suốt, trong ngoài đều sáng sạch. Cho nên cái 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 từ bỏ đầy đủ tức là bỏ hết những cái tư tưởng, lời nói, hành động tà kiến và phát huy trọn vẹn những tư tưởng, hành động và lời nói chánh kiến. mà nó xuất phát từ tâm ra chứ không phải miễn cưỡng vì có người nhìn vô mình cho nên mình phải làm như vậy chứ không có thì mình chưa hẳn đã làm nếu quý phật tử tu tập có người cũng vậy không có người cũng vậy đấy là gọi là đầy đủ nhiều khi mình đang ngồi mệt quá thấy thầy vô cái thẳng lên phải không thấy có ai giám sát mình cái mình chắp tay thật là đẹp, con mắt mình nó thiền vị ra, không có cái bàn tay nó hở ra, nó xiêu xiêu này, cái đó là mình tu dùng người ta, cái đó là mình đóng phim và thứ năm là từ bỏ triệt để, tức là cái thói quen nhỏ nhất cũng không còn, thì ở đây mà cái từ bỏ trượt để là chỉ có Phật mới đạt được. Tại Đức Phật hết vô minh, hết tập khí, hết những cái cái nghiệp nhân hữu lộ. Cho nên không còn một cái thói quen nào dù nhỏ như hạt bụi. Thế cho nên năm cái bước từ bỏ này á, cái bước từ bỏ thứ nhất là từ bỏ liên tục, từ bỏ suốt đời là là cái cách từ bỏ của người Phật tử phát tâm với lý tưởng tha thiết tu tập thiện nghiệp trong hiện đời. Đó là một sự đáng quý. Mình kiên tâm bền chí dù hoàn cảnh nghiệt ngã đến đâu đi nữa mình vẫn không thay đổi. Dù mất thân này nhưng lý tưởng tu tập không bao giờ thay đổi. Cho nên khi quy tam bảo đó các Phật tử thường được nghe là từ nay đến suốt đời không được gian tham trộm cắp, từ nay đến suốt đời không được giết người, tổn hại mạng sống của người của của loài mọi loài. Từ nay đến suốt đời không được phá phạm hạnh, à, không được sống tà hạnh Từ nay đến suốt đời không được nói sai sự thật Dối trá những cái lời nói thô tục khung ác Từ nay đến suốt đời không được uống rượu Tức là luôn phải có chánh kiến Có cái cái chánh niệm trong khi ăn uống và tiêu thụ Đó là cái người Phật tử phát nguyện Tức là họ đã có một cái cái lý tưởng tu tập dù hoàn cảnh thế nào họ vẫn giữ như vậy như đức lục tổ huệ năng khi đắc pháp với thầy mình là ngũ tổ quỳnh mai rồi tổ dạy đi về phương nam để để hành đạo nhưng mà lúc đó vì cái sự tranh chấp cái ngôi vị mà những người họ đến không phải tu tập mà muốn muốn có những cái hơn thua cho nên sợ cái mạng sống của lục tổ không yên tổ mới bảo đi về phương nam thì ngài mới đi và có những lúc ngài ở chung với thợ săn trên đường đi thì Thấy Ngài hiền lành Cái đám thợ săn cho Ngài giữ lưới Thì thú họ Họ, họ dồn Họ bao lưới họ Ba mặt như vậy Họ đánh trống Họ đuổi cho thú nó chạy vô đó Thì Ngài ngồi Ngài giữ miệng lưới Ngài mở ra cho thú nó đi ra Đến chừng ăn Thì họ ăn thịt mà Thì Ngài mới hái rau rồi gửi ở trong cái nồi thịt đó để luộc chín hỏi sao nó từ nhỏ đến giờ không ăn được thịt ăn vô cái là nó nổi nó nổi cái gì nó làm cho người khó chịu đấy dù hoàn cảnh thế nào thì thế vẫn giữ cái lý tưởng tu tư tập vẫn giữ cái chí nguyện không sờn cho nên từ bỏ liên tục và từ bỏ suốt đời là là người Phật tử ở cõi trời hay cõi người là từ bỏ theo thực hành theo 10 thiện nghiệp. Cái bước thứ ba là từ bỏ vĩnh cửu và từ bỏ đầy đủ. Thì cái cách từ bỏ này á là chỉ hạng Bồ Tát là người làm được. Chúng ta thì chưa được như vậy đâu Thỉnh thoảng vẫn còn Chút chút Còn mà từ bỏ triệt để Là cái, cái cách Tu tập Mà người đạt được quả vị giác ngộ Mới thực sự là Là không còn một tập khí Không còn một cái nghiệp nhân hữu lậu nào hết Ở trong kinh Đức Phật có nói về cái vấn đề tà kiến một hôm Đức Phật ở thành Sa Vệ, nơi rừng cây của Thái Tử Kỳ Đà, vườn của ông cấp cô độc, ngài mới nói với các thầy tỳ kheo: Người đời do tà kiến trong suy nghĩ, trong nói năng và trong hành động, cho nên họ luôn luôn hành xử trong những cái si mê tà kiến đó và rốt cuộc họ phải gặt hái lại những cái quả báo khổ đau bất an sợ hãi và lo lắng đọa lạc tương xứng với những gì họ đã làm giống như đem cái hạt giống đắng chát trồng trong đất thì kết quả sẽ thu hoạch những hoa trái đắng chát và họ phải nhận lấy thế cho nên các thầy tỳ kheo học phật phải từ bỏ tà kiến từ bỏ những cái tri giác sai lầm những nhận thức sai lầm những lời nói sai lầm những hành động sai lầm để phát huy cái tính thiện chính cái cái tính thiện đó là những cái nhân tố an vui hạnh phúc giống như người trồng cái hạt giống ngọt thơm và hạt giống nó gieo xuống đất lại tưới tẩm lại chăm sóc nó thì kết quả đến mùa họ sẽ thu hoạch được những cái hoa trái ngọt thơm cho nên đọc kinh phật không phải là để trả bài đọc dù chúng ta đọc nhiều biến đọc nhiều lần đọc nhiều ngày hay trì tụng mọi thời gian nhưng nếu chúng ta không ứng dụng những lời phật dạy vào trong đời sống hàng ngày thì chúng ta vẫn không thể nào chuyển hóa được những cái, cái chất phàm phu ở trong ta đó là những cái vô minh tham ái khổ đau đọa lạc cho nên hàng ngày thường trì tụng để nhớ để thâm nhập kinh tạng để trí tuệ như biển để hiểu rõ hiểu sâu sắc những lời phật dạy và ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày để chúng ta có khả năng chuyển hóa có khả năng thay đổi có khả năng làm mới cuộc đời của mình làm mới trong lời nói trước đây mình hay nói những cái điều sai lầm từ những cái nhận thức sai lầm đó si mê đó và để lại quá nhiều cái hậu quả làm cho người ta chán ghét mình người ta xóa lánh mình người ta chế giễu mình nay mình thay đổi cái lời nói đó không còn nói những cái lời nói sai lầm nữa Như vậy là tu đó Chứ tu là sửa Rồi làm mới là thay đổi Cho nên Tụng Niệm Những lời Phật dạy Để mình đưa những cái Cái châm ngôn ngọc ngữ đó những cái kim ngôn ngọc ngữ đó Những lời dạy cao quý của Bậc Thánh Đưa vào trong tâm thức của mình Để mình lúc nào cũng tư duy Sống với những chân lý đó Nhờ vậy mà mình có khả năng chuyển hóa con người của mình từ phàm lên thánh, từ mê quá ngộ, từ trượt trở thành thanh. Một khi cái chất trượt, cái chất phàm, cái chất mê chúng ta đào thải nó ra khỏi lời nói hành động của suy nghĩ của mình thì cái chất thanh, chất tịnh, cái chất thánh nó hiện diện. Giác ngộ thành Phật là vậy đó. Thành Phật không phải là cái chuyện của ngày mai. Cho dù là ai cũng mong ước, có nguyện lâm chung có nguyện đời sau được như vậy như vậy, đó là cái ước vọng. Nhưng chúng ta phải biến những cái 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 ước vọng đó thành hiện thực, nghĩa là mình muốn được giác ngộ thành phật thì trong mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây chúng ta cũng phải sống tỉnh thức sống như thế nào để một khi thốt lên lời nói lời nói có chất liệu ái ngữ lời nói chân thật ngữ bất hư cuốn ngữ lời nói mà chân thật lời nói có chất liệu của từ bi và trí tuệ lời nói đó là lời nói của đức phật như vậy trong cái câu nói trong lời nói đó đang biểu hiện cái chất phật lời nói đó bằng cái tần số của lời nói của phật là chúng ta đang thành phật trong lời nói hành động cũng vậy suy nghĩ cũng vậy cho nên muốn biết đời sau như thế nào chúng ta cứ nhìn vào hiện tại dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị muốn biết đời trước ta làm gì dục tri tiền thế nhân muốn biết đời trước ta gây nhân gì ta làm việc gì thì nhìn vào hiện tại nè nhìn vào trong đời hiện tại nè ta đang hưởng cái quả gì đang chịu lấy cái hoàn cảnh gì nhân quả nó tương ứng với nhau rồi yếu tri lai thế quả muốn biết đời sau ta hưởng cái quả gì ta sống trong hoàn cảnh nào thì cũng nhìn vào hiện tại kim à, yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị thì hãy cũng nhìn vào đời hiện tại ta đang làm cái gì ta đang gây nhân gì lời nói của Đức Phật mộc mạc lắm không có gì là triết lý cao siêu hết á đơn giản như vậy á nhưng nhiều khi chúng ta không chịu nhìn vào sự thật chúng ta cứ nhìn những cái gì cao siêu nhìn những cái gì mà à, theo cái kiểu máy móc của triết học của văn chương rồi nhiều khi rốt cuộc rồi mình bị hỏng chân Ngồi đây mà nói chuyện nên cung trăng Nói chuyện ở cái đất nước này Nói chuyện ở thế giới kia Mà những việc hiện tại đang xảy ra Ở trong tâm ta Ở nơi thân ta Và chung quanh cuộc sống ta Tâm mù tiệt ta không biết gì Cho nên Lìa hẳn tà kiến Tức là Vĩnh viễn Từ bỏ À, từ bỏ liên tục từ bỏ suốt đời từ bỏ vĩnh cửu từ bỏ đầy đủ và từ bỏ triệt để tà kiến si mê tức là không còn để phiền não vô minh nó xuất hiện trong lời nói trong hành động và trong suy nghĩ thì những người đó khi lìa hẳn nghiệp tà kiến kiến rồi đó lìa hẳn nghiệp tà kiến thì họ liền được 10 công đức Thành tựu được 10 công đức Một là Được cái ý vui chân thiện Bè bạn chân thiện Trong tâm ý mình lúc nào cũng Cũng an lạc Trong, trong tâm ý của mình Luôn luôn nghĩ những cái điều Chân chánh nghĩ, nghĩ những điều tốt đẹp Không còn không có một cái ý tưởng gì mà sai lầm khởi lên và mình nhìn mọi người cũng nhìn bằng cái nhìn đó tức là mình nhìn cái hay cái đẹp của người ta cho nên trong cái quan hệ những người thân cận với mình toàn là những người tốt không tự nhiên người xấu họ không có không có người người xấu không có, có những người mưu hại mình trong nhà có tiểu nhân Ngoài cửa có tiểu, tiểu nhân, trong nhà có quân tử, ngoài cửa có quân tử. Cho nên Đức Khổng Tử dạy người quân tử là phải ẩn ác dương thiện. Ẩn tức là đừng ẩn là giấu đi, đừng có bới, đừng có khui những cái dở xấu của người khác mà nên phát huy khen ngợi cái mặt tốt của họ Đó là một cách giáo dục Người ta đã lầm lỡ rồi Mình cứ khui ra Mình cứ hài tội Mình cứ lên án Không phải Là người tu Ở đây mình không phải là 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 quan tòa Mình không phải là sự kiện Có thể vì một cái phút sai lầm nào đó vô tình họ phạm phải hoặc họ có những lời nói sai trái gì đó nhưng mình biết mình phát huy những cái mặt tốt mình khen ngợi họ đó là một cách giáo dục cái hay cái đẹp lời khen trân quý ai cũng thích mình phát huy mặt tốt của họ dần dần cảm hóa được họ những điều xấu nói ra ai cũng chê bai nhưng mà các bạn đây cứ phát huy cái mặt tốt của mình cho nên mình nguyện sẽ không để lại không sẽ làm lại những cái cái sai trái đó nữa đó là mình khích lệ họ nhưng mà đa phần chúng sanh thì phần nhiều á cứ kể cái dở của người ta ra không phải không kể cái dở tự ái bè bạn đó lìa hẳn tà kiến thì được cái là tâm ý lúc nào cũng ở trong cái tần số của chân thật của thánh thiện và bè bạn chơi với họ toàn là những người cũng ở cùng tần số đó thứ hai là người lìa hẳn tà kiến thì họ có một cái niềm tin kiên cố vững chắc về nhân quả họ không còn làm cái gì đi ngược lại lý nhân quả biết sợ tội cho nên họ không bao giờ gây cái nhân xấu thâm tính nhân quả trong lời nói hành động và suy nghĩ của họ luôn luôn hướng đến cái điều thiện cho nên thà bỏ thân mạng này chứ không làm sai khác không đi ngược lại với cái lý tưởng có một người cư sĩ phát nguyện thọ năm giới không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu một hôm ông ra đồng ông làm làm việc ngoài 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 đồng ruộng đồ. có một vị ác thần hiện lên và đưa ra một cái chum rượu một cái chum rượu một cái hũ rượu và đưa ra cái điều kiện bắt cổng một một là phải giết cha giết mẹ ông nói cha mẹ sanh ra mình mình không không là không không giết ông thần nói vậy thì à, trộm cắp nói trộm cắp thì bị quả báo cục tài có được tiền của bị người ta trộm lấy không làm ba là tài dâm ông nói sống phải vợ chồng chung thủy hạnh phúc không làm việc sai trái bốn là nói dối ông nói cũng không nói dối muốn nói đúng sự thật thôi chọn uống rượu Uống rượu thì không hại ai hết Thế là ông bưng cái hũ rượu uống Uống rồi say xưa nằm ngoài đồng ngủ Cho đến xế chiều mới về Chiều mới chờ trời, trời sẩm sẩm về Ông già ông mới la Con đi làm ruộng gì rồi mà giờ này mới về Mày đi mày ăn chơi Đang lúc ngà ngà sai xưa như vậy Giận trở cái đoàn sóc Đánh ông già Lúc sai rồi không còn tự chúa Đánh ông già Bà già thấy vậy Ra đỡ can đập luôn Hai ông bà chết Đang lúc xa xưa như vậy Thì thấy có con gà Ở Nhà kế bên đó Chạy qua bắt gà Làm thịt Ăn Thế là cô chủ nhà của con gà mới chạy qua kiếm gà đang lúc say sưa dục vọng phát khởi hãm hiếp cô gái đó luôn cho nên uống rượu không phải là sát sanh không phải trộm cắp không phải tà dâm không phải nói dối nhưng rượu vào thì mất khả năng tự chủ vì vậy mà dễ phạm vào các điều khác thế cho nên thông tính nhân quả Lì hẳn tà kiến tin sâu nhân quả à, dù mất thân mạng này cũng không nói những lời sai trái không để cho si mê kiên trì với cái lý tưởng của mình là tu học giới luật vậy đó. thà mất thân mạng tại vì ông thần ông nói trong năm điều đó không làm thì ông giết ông này sợ chết cho nên làm bốn điều trên thì thấy nó, nó, nó thất đức quá thôi uống rượu thôi nhưng không ngờ uống rượu lại phạm luôn bốn điều trên cho nên á sát đạo dâm vọng là tánh giới mà uống rượu là gia giới giữ cái này để không phạm bốn cái này quý phật tử cẩn thận trong cái vấn đề đó thì người mà lìa hẳn tà kiến rồi đó thì người đó được cái là có niềm tin sâu sắc về lý nhân quả và dù hoàn cảnh thế nào cũng không thay đổi thà bỏ thân mạng chứ không sai thay đổi không khởi tạ kiến thứ ba là chỉ trọn đời quy y phật quy pháp quy tăng không với quy y với thiên thần quỷ vật có nghĩa là mình đã có chánh kiến mình thấy rõ phật là điểm tựa an lành Pháp là con đường sáng Tăng là đoàn thể hòa hợp Mình tương nương tựa vào đoàn thể này Để được chăm sóc Để được tịnh hóa Và để được giác ngộ Cho nên những cái điểm Nương tựa khác Không còn ý nghĩa gì với mình Cho nên người quý y Phật Thì không có quy y với thiên thần quý vật Nghĩa là mình đã có lý tưởng có con đường lối tu học rồi thì mình không còn phải thay đổi mai tầng chiều sở nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bất kính với những vị thần linh ví dụ như chúng tôi về nhà hay đi ngang đình miễu thờ các vị thành hoàng các vị thần linh các vị anh hùng đã hy sinh cho đất nước chúng tôi cũng chắp tay bày tỏ sự tôn kính như vậy không phải là quy quy là làm theo người đó đó đi theo con đường đó mình bày tỏ sự biết ơn tôn kính vẫn xá chào cái đó là cái văn hóa quy tức là mình học theo mình làm theo mình đi theo mình đã quy phật tức là nương tựa với ánh sáng tỉnh thức nương tựa với bậc giác ngộ tỉnh thức. Quy pháp là nương tựa vào đường lối phương pháp, ví dụ thực tập năm giới là cách quy y pháp một cách cụ thể. Tại vì những lời dạy của Phật là pháp, những chân lý mà Đức Phật đã thực chứng chỉ dạy cho mình là pháp. Mình thực hành làm theo để mình có khả năng làm cho lời nói hành động và suy nghĩ của mình trở nên thanh tịnh một lời nói thanh tịnh hành động thanh tịnh suy nghĩ thanh tịnh thì cái chất tịnh ở trong lời nói hành động suy nghĩ đó sẽ đưa mình đến bình yên an vui và giải thoát cho nên mình đã đã thấy được bình yên đã tìm được an vui và giải thoát không có gì để thay đổi không cần phải đi tìm cái khác không còn phải thực tập theo pháp môn nào nữa Ví dụ đất đất nhà mình mình trồng cái giống lúa đó, mỗi năm thu hoạch được cái lúa rất là là nhiều và nấu cái hạt cơm nó dẻo nó ngon. Như vậy rồi cần gì phải thay đổi cái khác. Đại khái là vậy. Cho nên không quy y thiên thần quỷ vật, tức là không còn phải tìm tìm một con đường nào khác, không còn phải bắt trước theo một cách sống nào khác mình đã có đức phật là bậc thiên nhân sư là thầy pháp là cái đường lối thực tập tăng là đoàn thể để cùng tu học chăm sóc cho mình bốn là cái thấy của mình ngay thẳng không còn có những cái suy nghĩ lệch lạc cái thấy lệch lạc không còn những cái ngờ vực xảy ra mình thấy tự nhiên mình hiểu đúng Có cái tuệ giác Mình thấy sự vật mình hiểu đúng nghĩa như nó đang là Không còn những cái gì sai trái Năm là Mình sinh ra nơi, nơi nào Cũng được thân người thân trời Không còn rơi rớt xuống lĩnh vực xấu Của ác đạo Của ngạ quỷ của súc sanh không mất thân người Quý Phật tử biết được thân người Rất khó Nhà chúng ta Đông nhất là bao nhiêu Đông nhất là 10 người đi Nhưng bây giờ một nhà 10 người hiếm lắm Một nhà hai vợ chồng Mỗi lắm một hai đứa, ba đứa con thôi Chứ hồi xưa ông bà mình đó Ông bà sinh con Mười mấy người con Nhưng mà dù nhiều đến Mười mấy hay hai chục người đi nữa Vẫn không nhiều Chùa Định Thành Có bảy thầy Mà kiểm ra thôi Mấy chục con thằng lằn Mấy chục con nhện Cả hàng trăm con gián Bao nhiêu con chuột bao nhiêu con mũi cho nên được thân người như đất dính trong móng tay mà mất thân người nhiều như đất ở đại địa được thân người là khó mà được thân người lại thông minh tốt đẹp hiền lương khó nữa thế cho nên Nhờ lìa hẳn tà kiến mà đời đời mình không mất thân người Quý Phật tử nhớ thế này Cái thân cuối cùng Của một vị mà, 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 mà Nhất sanh bổ sứ Vẫn phải là thân người Cho nên á, Bồ Tát Thiện Huệ Từ cung trời xuất đà Phải hiện thân à, Thị hiện xuống thế giới này cõi ta bà này sinh trong gia đình của vô tình Phạn là thái tử tất đạt đa tu tập thành phật cho nên cái thân cuối cùng để thành phật phải là thân người chú không phải thân trời cũng không phải thân quỷ thần mình được thân người là quý lắm cho nên phải trân quý đừng vì một phút mô, vô minh vụng dại gì đó mà 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 hủy hoại cái 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 điều kiện tốt đẹp của mình đang có. Sao là phúc tuệ mỗi ngày mỗi thêm lớn, phúc đức vô lượng. người mà lìa hẳn tà kiến thì phúc đức lúc nào cũng tăng trưởng. Tại sao? Mình thấy sai hiểu sai vô minh vụng dại si mê là do hành xử nói năng và suy nghĩ nó làm giảm tổn cái phước báo mình thấy đúng hiểu đúng cho nên nói năng suy nghĩ đúng nó tăng trưởng phước báo cho nên phước báo mỗi ngày mỗi thêm lớn lên thứ bảy là lìa hẳn tà đạo tức là không còn đi vào những con đường sai trái không đồ đi theo những cái tà thuyết những cái cái luận điệu sai lạc. Những cái lời nói sai lầm những cái không lọt vô đây nữa. Cho nên chúng ta may mắn ngồi trong đạo tràng đọc kinh Phật, hiểu được lời Phật dạy là một phước báo rất lớn. Có nhiều người á họ theo những cái tà thuyết, những cái quan niệm này, những cái tín ngưỡng kia dần dần lệch lạc hết cái đó là cái 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 kém may mắn trong cuộc đời này cho nên mình được thân người gặp Phật pháp biết tu hành là đời trước và hiện tại mình đã có những cái nhân tố lìa được tà kiến thứ tám là không còn khởi nơi thân kiến thân kiến là gì tức là không còn kẹt không còn bám víu không còn chấp trượt cái thân này là của tôi à, thọ tưởng hành thức là của tôi tức là mình đã nhận thức cái thân này do tổ hợp bởi sắc thọ tưởng hành và thức năm uẩn năm cái yếu tố này tập hợp lại nếu phân tích ra thì không có gì là của tôi hết cho nên à, Hiểu được như vậy rồi Mình không còn mà trân quý nó Để cứ nằm cho tới sáng nướng cho nó vàng Sáng sớm nghe gà gái trỗi mình trức dậy lại Phật tụng kinh Ăn chay niệm Phật làm phúc tu tập Qua sông phải dụng chiếc bè Nhưng đến bờ còn có sống ghe làm gì Mình chưa qua được bờ Cho nên mình dùng cái thân này Tranh thủ Đang lúc còn trẻ Còn khỏe Còn có nhiều điều kiện Hãy dành thời gian tu tập Nhưng không chấp trượt nó Đến lúc nào Cần buông thì buông Cho nên những ai biết buông bỏ là người đó có hạnh phúc Sống dễ chết dễ Tôi vừa đi độ một cái đám Bà cụ này 81 tuổi Tuổi nhâm ngọ Là người rất là đạo đức hiền từ Thì già thì cũng có cái bệnh là thỉnh thoảng cảm Thỉnh thoảng cũng tăng sông vậy thôi chứ không có cái bệnh nan y gì hết và nhưng mà vì lớn tuổi vậy đó nhưng mà vẫn còn đi lại khỏe lắm nhưng vì ở quê mà ở vĩnh long cho nên con cái nó nó thôi má lại phật ở nhà và hàng ngày buổi sáng tụng kinh buổi chiều tụng kinh cái quyển kinh vô lượng thọ bà thuộc lào hết á sáng tụng kinh chiều lại phật Bữa bất chợt tự nhiên nó thôi hôm nay 14 Tức là 14 rồi đó Cho má đi qua chùa sám hối Chùa cũng gần bên nhà Thôi cho bà cụ đi qua lại sám hối Sám hối rồi về Bình thường không có việc gì Buổi sáng thức dậy Đốt đèn đốt hương Ngồi tụng quyển Kinh vô lượng thọ Xong rồi cái đứa cháu nó Con nấu À, ăn sáng cho bà nội ừ con nấu đi bà còn chạy xuống bà phụ dọn cái chén cái đũa hai bà cháu ăn sáng xong rồi Nên, thôi bà mệt bà lên nằm nghỉ nha con ra giường con hái cho bà mớ lá xong thằng cháu nó ra nó hái mấy cái lá xong vô bà nằm bà đi luôn rồi. bà nằm bà đi biết buông được thì nhẹ buông bỏ tức là mình cầm cái vật ở trong tay mình mang độ nhiều quá nó nặng mình buông bớt cho nó nhẹ nhưng mà buông bỏ cái vật chất ở ngoài thân thì dễ buông bỏ cái định kiến cái chấp trượt là khó mỗi ngày tụng kinh con cầu phật lâm chung cho con được vãng sanh cực lạc tối ngủ phật nói mai ta rước nha thưa con chưa đi được còn thằng con út chưa gả chưa cưới vợ nhà cửa chưa làm giấy giao trương mục chưa ai này phật nói thôi thì ở đó luôn đi nhiều khi mình mâu thuẫn với chính mình mình nói là mình buông nhưng mà thật ra chỉ buông ở lời nói thôi cho nên chữ xả đó là mình buông bỏ mình biết chia sẻ hiến tặng mà nói như vậy không phải là đem của đi cho hết ấm trà cho luôn á rồi đến chừng uống trà không có ấm đi mua lại sao đi mượn lại sao nghĩa là tùy duyên nó đến thì mình cũng không trông đợi nó đi mình cũng không tiếc nuối nhưng cái buông bỏ mà khó nhất là buông bỏ cái thói hư tật xấu Buông bỏ cái nhận thức sai lầm Buông bỏ cái bám víu của cái bản ngã Hôm Tết bà đem tiền vàng ra cho hết con cháu Chia ra hết Bà dặn đứa cháu Làm gì làm chứ con phải để dành trong nhà 50 triệu để dành nha Để có việc cần chứ không có vai mượn ai đâu Quả nhiên khi bà của bà mất vậy đó kiểm lại trong túi bà còn có 2 triệu là đứa cháu nó lì xì hôm Tết và lo cái đám xong đúng 50 triệu tôi có đến dự đám đó và tôi rất kính phục một người cư sĩ họ tu tập và họ đến giờ phút cuối như vậy mình thấy mình thèm quý Phật tử có thèm vậy không sanh thuận tử an phước đức, đức lắm mà được cho nên không khởi thân biên kiến tức là không còn chấp trượt không còn chấp trượt bám víu vì vậy cho nên mới lăn xả và làm những việc tu tập lợi ích cho người khác mình không ngại nhọc giúp cho họ khiêng cái bạn chỉ cho họ một cái hướng đi hoặc một lời khuyên mình đem cái thân này để mình phục vụ phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thứ chín là mình có những cái kiến giải vô ngại, tự nhiên mình có cái thấy, thấy xa, hiểu rộng, mình thấy sự vật đúng nghĩa và giúp cho mọi người thấy được sự thật cũng đúng nghĩa. Thứ 10 là đời đời kiếp kiếp không còn à, rơi vào những cái nạn xứ nạn tức là những cái chỗ luôn luôn bị trở ngại bị khó khăn bị ngăn cản ví dụ như à, um, nạn là gì sanh trước phật cũng là nạn sanh sau phật cũng là nạn bị à, manh lung ám á cũng là nạn manh là mù lung là điếc ám á là cái lời nói ngọng nghịu đó cũng là một nạn bị rơi vào những những cái nạn đó thì không có được những cái cơ hội may mắn để thấy nghe chân lý học hỏi Phật pháp như những người bình thường đó là những cái nạn Rất nhiều cái nạn duyên Nhưng mà người mà lìa hẳn tà kiến Thì đời đời ký kiếp họ sinh ra Ở nơi nào không gặp những cái chướng nạn đó Đó là 10 công đức Mà người Lìa hẳn Tà kiến Tức là lìa hẳn Si mê Và nếu họ biết đem mười công đức đó để hồi hướng lên phật quả thì khi thành phật á, thì có được cái 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 khả năng là mau chứng được những cái pháp của chư Phật tức là có cái khả năng nhìn tổng quan tất cả chân lý thấy hết cái sự thật của vũ trụ vạn hữu và đạt được thần thông tự tại tức là tới lui thông dông chỉ lìa hẳn tà kiến thôi mà được như vậy quý phật tử ai muốn phải không cho nên mười, mười thiện nghiệp là cái sự tu tập rất là thực tế và cụ thể cho nên đó, nói hay nói giỏi Nói phàm, nói thánh, nói trời, nói đất Nói gì nói Nhưng tất cả những cái lời nói Những cái cái sự tu tập phải bắt đầu bằng chữ thiện Thân lìa hẳn sát sanh Lìa hẳn trộm cắp lìa hẳn tà hạnh Miệng lìa hẳn nói dối lì hẳn nói đâm thọc Lìa hẳn nói thiêu dệt Lìa hẳn nói thô tục Ý Lìa hẳn tham lam lìa hẳn sân hận và lì hẳn tà kiến thân đã thanh tịnh khẩu đã thanh tịnh ý đã thanh tịnh thì thân khẩu ý thanh tịnh đó là cái đoàn bẫy để đưa chúng ta lên cái lĩnh vực của thánh hiền để đạt được cái sự bình yên an vui giải thoát đó là những cái cái cái, cái bước tu cần phải đi qua là cái cửa ải cần phải đi qua dù chúng ta tham thiền nhập định trì chú làm một phật sự gì khác mà ba nghiệp ta không thanh tịnh giống như nấu cát mà muốn thành cơm không thể được đó là cái điều mà hôm nay tôi muốn chia sẻ đến quý phật tử thì các vị uh, hãy uh, tư duy nhiều Đọc lại những cái lời Phật dạy như vậy Tôi xin nói lại Lại nữa này Long Vương Nếu người lìa xa tà kiến Liền được thành tựu mười pháp công đức Những gì là mười Một là được ý vui chân thiện Và bè bạn chân thiện Hai là thông tính nhân quả Thà bỏ thân mạng này Chứ không làm ác Ba là chỉ quy Phật Pháp Tăng Chứ không quy với thiên thần quỷ vật bốn là lòng thấy ngay chân chính Lìa hẳn lưới ngờ vực tốt sâu Năm là thường được sanh trong cõi trời Cõi người không đọa ác đạo Sáu là được phước tuệ vô lượng Mỗi ngày thêm lớn Bảy là lìa hẳn tà đạo Luôn đi theo thánh đạo Tám là không còn khởi thân kiến chấp trượt Về năm uẩn Chính là trụ vào kiến giải vô ngại để thấy nhìn sự vật và mười là không còn uh, xa vào những nạn xứ không còn sanh ở chỗ có những chướng nạn đó là mười điều mười pháp công đức nếu biết đem mười pháp công đức này hồi hướng đến phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành phật mau chứng được hết thảy các pháp của phật và thành tựu được thần thông tự tại Chúng ta học đến đây Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe Và dành thời gian để học Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật Người đếm con đếm...